các em. Cô Thu Hà rất vui khi được đồng hành cùng các em trong giờ học ngữ văn ngày hôm nay. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn lớp 6 học kỳ 2, chúng ta đã được làm quen với văn miêu tả, đồng thời cũng được biết những kiến thức cơ bản về loại văn này. Trước khi đến với bài học ngày hôm nay, cô sẽ nhắc lại một số kiến thức mà chúng ta cần phải nhớ khi nói đến văn miêu tả. Thứ nhất, văn miêu tả giúp cho người đọc hình dung ra được sự vật hiện tượng thứ hai văn miêu tả làm cho sự vật hiện tượng trước mắt người đọc hiện lên sống động cụ thể hấp dẫn và trong văn miêu tả một yếu tố rất quan trọng đó là năng lực quan sát tưởng tượng so sánh nhận xét của người viết văn đây chính là những kiến thức cơ bản về văn miêu tả mà cô trò chúng ta đã cùng tìm hiểu ở những tiết trước bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đi đến một phạm vi hẹp hơn của văn miêu tả đó chính là miêu tả người và để có một bài văn miêu tả người hay hấp dẫn giàu cảm xúc thì chúng ta phải có phương pháp đó cũng chính là nội dung của bài học này các em dở vở ghi bài cho cô phương pháp tả người Phần đầu tiên của bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em phương pháp viết một đoạn văn, một bài văn tả người. Các em nhìn và đọc các ngữ liệu sách giáo khoa. Đoạn văn 1, 2, 3 và trả lời cho cô những câu hỏi sau. Mỗi đoạn văn đó tả ai, ở trạng thái nào, làm công việc gì, người đó có đặc điểm gì nổi bật? và đặc điểm đó được thể hiện ở những từ ngữ và hình ảnh nào như vậy chúng ta có bốn yêu cầu rất rõ xác định được đoạn văn đó tả ai làm công việc gì có đặc điểm gì và được thể hiện qua những từ ngữ và hình ảnh nào chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu từng đoạn văn đoạn văn thứ nhất chúng ta thấy rất quen thuộc đó là đoạn miêu tả dưỡng hương thư người trèo thuyền vượt tháp đây là một nhân vật trong một văn bản mà chúng ta đã được học rồi vậy thì đọc lại đoạn văn này hình ảnh dưỡng hương thư được hiện lên qua cái công việc là gì đó là một người lao động mạnh khỏe ngoại hình săn chắc cường tráng tư thế dũng mãnh quyết liệt trong công việc nhưng lại hiền lành nhu mì trong cuộc sống thường ngày và để thể hiện được những cái tính chất tính cách của nhân vật này thì tác giả đã sử dụng những từ ngữ và hình ảnh rất cụ thể như là gì So sánh dượng hương thư như pho tượng đồng đúc các bắp thịt quần cuộn hai hàm răng cắn chặt, cặp mắt nảy lửa quay hàm bệnh ra như một hiệp sĩ của Trường Sơn Oai Linh hùng Vĩ chúng ta có thể thấy rằng đoạn văn dùng rất nhiều các động từ và tính từ điều này thì rất đắc lực trong việc tả người trong một hoạt động cụ thể đặc biệt đó là việc tác giả sử dụng các động từ thì rất phù hợp với việc miêu tả hoạt động đó là nội dung cần làm rõ của đoạn văn thứ nhất tiếp đến chúng ta sẽ tìm hiểu đoạn văn thứ hai và các em sau khi đọc chúng ta có thể nhận ra được rằng nhân vật được nhắc đến trong đoạn văn này là cai tứ người đàn ông gian hùng và chúng ta hãy cùng xem là tác giả của đoạn văn này đã miêu tả người đàn ông này như thế nào trước hết bằng từ ngữ và hình ảnh mặt vuông má hóp lông mày lổm chổm trên gò má xương lấp lánh đôi mắt gian hùng mũi gồ sống mương dòm xuống bộ râu mép lúc nào cũng hình như dấu giếm đậy điệm mồm toe toét tối om răng vàng hậm của họ chúng ta có thể thấy rằng một đoạn văn mà dùng rất là nhiều danh từ và tính từ thì đã cho thấy một cái bức chân dung đây các em thấy đều là những bộ phận của gương mặt thôi và không có một cái hoạt động nào thì chúng ta có thể thấy đây là một bước chân dung ở trạng thái tĩnh không có hoạt động nên tác giả không dùng Đáng chú ý nhất ở trong ba ngữ liệu này chính là đoạn văn thứ ba các em đọc và có thể nhận ra rằng đây là đoạn tả hai đô vật rất tài và mạnh. Đó là quắm đen và ông cản ngũ trong keo vật ở đền đô. Đây là một đoạn miêu tả rất là đặc sắc. Tác giả đã miêu tả hai nhân vật chính, đó là quắm đen. Trước tiên là quắm đen. Thì được miêu tả với cái hình ảnh đó là một người trẻ trung, nhanh nhẹn, có những thế đánh hóc hiểm Muốn mau chóng đánh bại đối thủ Nên đã dốc hết sức ra để vật Nhưng mà vẫn thua Và được thể hiện qua những từ ngữ đó là gì? Lăn xả đánh giáo giết Lấn lướt hạ nhanh Thế đánh lắt léo hóc hiểm Thoát biến hóa khôn lường Như vậy chúng ta có thể thấy Cái cách miêu tả đã cho chúng ta thấy được cái tính cách và cái lối hành xử của cái nhân vật của quắm đen này và còn người còn lại cũng được miêu tả bên cạnh quắm đen đó là hình ảnh của ông cản ngũ một người đã cao tuổi chậm chạp nhưng luôn có nhiều kinh nghiệm đấu vật có một sức mạnh tiềm ẩn mà nhìn bề ngoài không thể nhận thấy chúng ta thấy rằng cuối cùng bằng cái sự điềm đạm bằng cái sự kinh nghiệm này thì ông Cản Ngũ đã giành chiến thắng Và tác giả của chúng ta miêu tả ông Cản Ngũ qua hình ảnh là gì? Lờ mờ, chậm chạp, lúng túng, xoay xoay, chống đỡ, bước hụt, mất đà, thò tay nhấc bổng Như dơ, con ếch có buộc sợi dây ngang bụng, thần lực ghê gớm Như vậy, bằng cái sự kinh nghiệm của mình thì Ông Cản Ngũ đã giành một chiến thắng hết sức thuyết phục qua cách miêu tả cùng về hai đô vật, nhưng chúng ta thấy tác giả đã nêu bật được cái hình ảnh, cái nét riêng và tính cách của từng nhân vật. Đọc và sau khi đọc thì các em hãy suy nghĩ cho cô một câu hỏi đó là trong ba đoạn văn đoạn nào có cách chúng ta đã vừa tìm hiểu xong ba ngữ liệu của sách giáo khoa và các em hãy suy nghĩ cho cô một câu hỏi là so sánh cách miêu tả của ba đoạn văn trên có gì giống và khác nhau các em thân mến, qua cách phân tích mà cô vừa hướng dẫn các em, chúng ta có thể rút ra nhận xét sau. Đoạn văn 1 và đoạn văn 3 thì dùng nhiều động từ và tính từ bởi vì người mà được tả ở trong hai đoạn văn này thì gắn với những hoạt động cụ thể mà để chỉ hoạt động thì chúng ta thấy đó là sử dụng động từ và đoạn văn thứ hai thì dùng nhiều danh từ và tính từ. Bởi đây là một đoạn tả chân dung con người thường gắn với những hình ảnh tĩnh và để làm rõ được cái sắc thái của chân dung thì người ta hay dùng tính từ. Qua cách so sánh này, chúng ta có thấy được có thể thấy rằng với việc miêu tả những đối tượng ở những hoàn cảnh khác nhau ở những thời điểm khác nhau chúng ta sẽ có sự lựa chọn nhất định về các từ loại để có thể thể diễn tả được tốt nhất tái hiện được cái nhân vật đó hiện lên sinh động và hấp dẫn nhất qua cách cô và các em vừa phân tích các ngữ liệu chúng ta có thể rút ra một kết luận sau đó chính là các bước cơ bản để làm một bài văn tả người để làm một bài văn tả người chúng ta sẽ đi lần lượt thứ nhất là cần xác định được đối tượng cần miêu tả chúng ta tả ai tả chân dung hay tả hoạt động hay tả cả hai chúng ta cần phải xác định được điều này thứ hai đó là lựa chọn được những hình ảnh và chi tiết tiêu biểu chúng ta không tả một cách tỉ mỉ nhỏ nhặt mà lựa chọn những hình ảnh riêng nhất của nhân vật những hình ảnh đặc sắc nhất để nêu bật được cái tính chất đặc trưng của đối tượng và thứ ba đó là trình bày các chi tiết hình ảnh đó theo một trình tự hợp lý về trình tự này chúng ta có thể trình bày theo trình tự thời gian cái nào đến trước chúng ta tả trước cái nào đến sau chúng ta tả sau hoặc trình tự không gian cái nào xa cái nào gần chúng ta sẽ miêu tả lần lượt nhưng hãy duy trì một trình tự nhất định và hợp lý để bài văn và đoạn văn miêu tả của chúng ta logic và hấp dẫn hơn tiếp theo, chúng ta cùng đọc lại đoạn văn thứ ba một lần nữa và suy nghĩ cho cô câu hỏi. Đoạn văn 3 gần như là một bài văn miêu tả hoàn chỉnh. Em hãy chỉ ra 3 phần và nêu nội dung chính của mỗi phần. Cô có một giả thiết rằng nếu như đoạn văn 3 của chúng ta, ngữ liệu 3 mà cô trò chúng ta vừa phân tích là một bài văn, thì ứng với 3 phần của một bài văn trong đoạn văn này sẽ là như thế nào? Cô thì cô phân chia như sau. Thứ nhất là phần mở bài thì chúng ta sẽ chia từ đầu cho đến nổi ẩm ẩm. Nội dung đó là giới thiệu chung về cảnh nơi diễn ra keo vật là hai nhân vật chính. Phần thân bài tiếp theo cho đến sợi dây ngang bụng vậy đây chính là diễn biến của keo vật kết quả của keo vật qua hành động của từng nhân vật tức là phần này chúng ta đi vào miêu tả hành động chủ yếu của từng nhân vật và phần kết bài là phần còn lại ở đây chúng ta thấy rất rõ chính là cảm nghĩ và nhận xét về keo vật của tác giả như vậy cô trò chúng ta đã hoàn thành việc phân tích ba ngữ liệu ở trong sách giáo khoa thông qua việc phân tích ngữ liệu này chúng ta hãy dẫn đến một kết luận đó là trong một bài văn tả người thông thường sẽ có bố cục ba phần phần thứ nhất là phần mở bài giới thiệu người được tả bao gồm một số nội dung như là tên tuổi giới tính nghề nghiệp mối quan hệ với em và hoàn cảnh tiếp xúc ấn tượng chung về người đó chúng ta có thể giới thiệu một cách trực tiếp hay giới thiệu một cách gián tiếp nhưng hãy đưa ra một số thông tin cơ bản nhất về người mà các em muốn tả và phần thứ hai là phần thân bài chúng ta cần miêu tả chi tiết các phương diện khía cạnh có kèm theo bình luận về các phương diện như là ngoại hình, cử chỉ, hành động, lời nói, vân vân Và phần thứ ba là phần kết bài. Các em hãy nêu nhận xét và cảm nghĩ của mình về người mà các em vừa tả và chúng ta có thể kèm theo lời hứa, sự mong ước hoặc là một điều gì đó ấn tượng nhất của mình về người mà các em vừa tả. Phần thứ hai của bài học ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em luyện tập. Cô có hai yêu cầu muốn các em thực hiện ở phần này. Thứ nhất, đó là các em hãy làm bài tập một sách giáo khoa. Và thứ hai, đó là viết một đoạn văn miêu tả cô giáo em đây là một đề bài rất quen thuộc và lần này sau khi mà chúng ta đã được học về phương pháp tả người thì các em hãy cố gắng vận dụng những kiến thức cô vừa truyền đạt để làm bài tập cũng như viết một đoạn văn miêu tả cô giáo của mình cô hy vọng rằng sẽ được đọc những đoạn văn hay ấn tượng của các em bài học của cô trò chúng ta hôm nay đến đây cũng đã kết thúc rất cảm ơn sự lắng nghe và ghi chép của các em xin chào và hẹn gặp lại